Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình là bài Tình yêu. Bài này Đức Thầy viết tại miền Đông năm 1946. Nam mô A Di Đà Phật. Ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu lặng cả non sông. Tình yêu chan chứa trên hoàng dấu, không thể yêu riêng khách má hồng. Trong tâm trí hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khói. Ta đã đam mê một khối tình, dường như thể hài với sơn minh. Tình yêu mà chẳng riêng ai cả, khắp muôn loài lặng chung sinh. Nam mô A Di Đà Phật.